Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus lạ ở Trung Quốc có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập tăng cường thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe của tất cả hành khách nhập cảnh về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, có báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý để phối hợp chỉ đạo giải quyết. Sở Y tế cũng yêu cầu triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo tại các cửa khẩu về phòng chống dịch bệnh đối với các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động tư vấn về các biện pháp phòng bệnh đối với các trường hợp đi cùng hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nếu có, về từ vùng dịch.